Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của TF. Và hôm nay thì nhân dịp mà Lim Bình Thoại ra thêm một cái sự kiện mới, đó chính là sự kiện truy tìm Tuyết Nguyệt, thì ok thôi, hôm nay mình sẽ lại vào đây review cũng như là chuột bạch cho anh em xem là cái sự kiện mới này nó có thực sự là ngon nghẻ và xứng đáng để anh em hiến máu hay không nha. Ok, và hôm nay thì mình đang sử dụng cái nick Hải Thôm Xin Vàng. Thì cái nick này là thuộc sở hữu của bạn có Facebook là Hải Nguyễn nha mọi người. Đây, đây là nick Facebook của bạn ấy nha. Mặc dù là nick thì trông có vẻ là như là Facebook clone thêm nó là nick chính của bạn ấy nhé. Đấy, nên là anh em nào muốn giao lưu hợp tác thì có thể add friend với cái nick Facebook này của bạn ấy nha. Ok, còn giờ thì sẽ không linh tinh lan man mà chúng ta sẽ vào luôn với cái chuyên mục chính của cái sự kiện này nha. Thì ở đây, anh em có thể biết là cái sự kiện truy tìm Tuyết Nguyệt này, cái mô tuyết của nó thì nó cũng ra được mấy lần rồi thì phải. Đấy, thì ở đây tổng hợp là họ sẽ cho đầu tiên anh em đó chính là 12 cái phần quà. Đấy, 12 phần quà ở đây nha anh em. Ở đây mấy cái ô này thì chắc là nó bị lỗi hiển thị hay sao anh em ạ. Cho nên là nó không hiện hình ảnh ra. Đó, thì có nghĩa là ở trong đây nó sẽ có 12 cái vật phẩm. Và anh em sẽ được lựa chọn là 9 vật phẩm nha anh em. Đấy, 9 vật phẩm ở trong này cộng với một cái phần quà tự chọn. Đây, quà tự chọn thì nó sẽ bao gồm đó chính là các cái trang phục phù thủy mới. Đấy, mấy trang phục này là mới ra mắt nha anh em, mới ra mắt hôm nay luôn. Và bật mí luôn cho anh em, đó chính là những cái trang phục này ấy, thì sẽ đều mở bán trong cửa hàng khi mà cái sự kiện này kết thúc đó. Cho nên là nếu như anh em nào muốn sở hữu sớm thì có thể là chơi, còn không thì cân nhắc là để sau mua cũng được. Đấy, ok. Còn bây giờ thì chắc là mình sẽ chọn một con nha anh em. Leblanc này, Batavia này, Neko phù thủy này, Senna phù thủy và Cassiopeia phù thủy. Đấy, ở đây thì không biết là lấy con nào ta. Ở đây có cả vệ binh tinh tú này anh em, hoặc là lấy 10 viên chung kết thế giới. Nhưng mình nghĩ là chắc là mình sẽ lấy con Neko nhỉ. Ừ, nhìn Neko trông khá là đẹp. Đó, rồi bây giờ mình sẽ thử lấy xem là Neko sẽ mất bao nhiêu RP nhá. Đó, đầu tiên là mình sẽ chọn ra 10 vật phẩm. Thì ở đây có trang phục này anh em, chắc chắn là trang phục phải chọn rồi nhá. Hai cái phần trang phục này, ba trang phục là phải chọn rồi này. Tiếp theo là bộ tuyệt phẩm, bộ hextech viên, hai viên nữa này. Còn lại là rương, tinh hoa cam, tinh hoa thần thoại. Tinh hoa cam thì mình không cần thì mình sẽ lấy rương nhá anh em. Đó, vậy là 8 này. Thôi lấy tinh hoa thần thoại nốt đi. Rồi, đủ 9 rồi nhá anh em. Bây giờ mình sẽ ấn ok để xác nhận này. Đó, đấy, sau khi đã xác nhận được 9 cái vật phẩm này rồi thì bắt đầu mình sẽ rút nha anh em. Mình sẽ rút, ở đây thì sẽ có thêm 2 lần reset, reset miễn phí. Nhưng mà tốt nhất là mình nghĩ là không cần thiết phải reset đâu. Bây giờ mình sẽ chơi luôn nhá. Ngoài ra thì anh em sẽ được thưởng ở các cái phần mốc này. Mỗi lần rút thì mình sẽ được ở một cái mốc. Đấy, đạt các cái mốc này thì mình sẽ nhận được thêm quà. Ok, đầu tiên sẽ là 10 RP nha anh em. Đó, 5 tinh hoa thần thoại luôn ạ. Ok, cũng được. Tiếp nữa xem nào. Rồi, bộ hextech anh em ơi. Vậy đã loại được 2 món rồi này. Ra luôn trang phục cũng được anh em ạ. Tiếp xem nào. Rồi, lại rương hextech. Mấy cái đồ ngon này, ba cái trang phục này thì lại ra cuối cùng rồi. Tiếp nữa xem nào. Đấy, cái mà bộ tuyệt phẩm anh em ơi. Giờ là 60 RP này. Để xem nào. Rồi, được viên chung kết thế giới anh em ạ. 100 RP này. 100 RP mà được 2 viên thì nói chung là cũng được. Đúng không? Đấy. Toàn ra những cái món cùi bắp trước anh em ạ. Còn lại những cái trang phục kiểu gì cũng để sau. Cũng là mấy anh gà rán chơi chiêu thực sự ấy. 110 RP này. Ok xem nào. Uầy, Sivana vuốt rồng chứ. Con này thì hơi cùi nha. Rồi trang phục 210 đến 290 này. Chắc chắn luôn. Đúng không? Rồi Zoe tự bẻ bơi này. À đây trang phục 310 rồi anh em ạ. Rồi 150 RP nữa này. Vuốt luôn này. Ok, Oriana quả cầu tình ái nha anh em. Rồi, và đây phát cuối cùng là mình sẽ rút là sẽ chắc chắn là ra Neko phù thủy nha anh em. Bởi vì nó skin này hình như bán trong cửa hàng là sẽ phải là giá 250 cho đến 299 RP đấy anh em ạ. Đó, nên là thôi, mình sẽ lấy luôn nha anh em. Ok, vậy là tổng cộng hôm nay là sẽ mất hơn 800 RP anh em ạ, 850 RP. Rồi, mình sẽ nhận hết quà nhá. Và mình sẽ vào phần lịch sử để xem là liệu là có ngon nghẻ không nha. Đây, giờ sẽ lại được reset free này. Đó, rồi để xem lịch sử nha anh em. Tổng cộng là đây, mình đã được 1, 2, 3, 4 trang phục. 4 trang phục cộng với 3 viên chung kết thế giới, cộng với mấy bộ rương và chìa hextech các thứ. Đó, tính ra là khoảng bao nhiêu ta? 850, 1, 2, 3. Nói chung là theo mình thấy thì cũng gọi là tạm được thôi anh em ạ. Skin này cũng không hẳn là ngon lắm đâu anh em. Đấy, bởi vì chắc chắn là anh em phải chơi đến phát cuối cùng thì mới ra được cái phần quà tự chọn. Chứ
còn lại là chắc chắn là hiếm lắm anh em ạ, hiếm lắm thì mới ra đó. Ok, thì chắc là có lẽ là mình xong với cái sự kiện này nha. Bây giờ mình sẽ vào luôn với sự kiện Hoa Linh Nhật Ký đi. Thì như anh em đã biết, đó chính là cái sự kiện này là một sự kiện mà vừa free mà lại vừa có thể là anh em dùng RP để làm hoàn thành. Đấy, cũng khá là ngon. Bởi vì là anh em chỉ cần mở khóa cái này mất 300 RP mà anh em nhận được những ba cái trang phục nhật ký tự chọn này. Đấy, em cứ cày level nhá. Cày bao giờ đạt đủ cấp 15, cấp 30 là anh em lại được thêm hai cái trang phục nữa. Quá ngon luôn anh em ạ. Còn anh em nào không có RP thì chơi cái free pass này cũng được. Anh em chỉ việc điểm danh cũng như là làm các cái nhiệm vụ này này. Đấy. Hoàn thành các cái nhiệm vụ này thì anh em lại được điểm kinh nghiệm để lên cấp và sau đó anh em lại nhận quà thôi. Cũng vẫn nhận được cả trang phục nha anh em. Đây. Cấp độ 15 là anh em được một trang phục sử thi. Đấy, anh em không cần tốn RP mà vẫn có quà, quá ngon đúng không? Đấy. Rồi ok. Tiếp theo nữa mình sẽ đến với Hoa Linh Truyền Kỳ đi. Đây, sự kiện Hoa Linh Truyền Kỳ này không biết là anh em đã vào điểm danh các thứ chưa thì đây. Anh em nhớ nhá, ở đây nó có cái mục điểm danh này. Thì anh em nhớ là phải vào điểm danh hàng ngày nhá. Nếu như bỏ lỡ thì anh em sẽ phải tốn 5 RP để điểm danh bù. Đó. Ngoài ra thì anh em còn phải hoàn thành các cái thử thách này để nhận thêm cái Hoa Linh. Đó. Các cái mốc ngày này các thứ để làm. Và anh em sau khi làm xong anh em sẽ được Hoa Linh để đổi đồ. Đó, 3.800 Hoa Linh là anh em sẽ đổi được con Evelyn Chiêu Tình Yêu Thần. Hoặc không thì anh em có thể đổi trang phục 310 đến 396 RP tự chọn này cũng được này, cũng khá là ngon. Hoặc là trang phục ngẫu nhiên, đấy, giới hạn 2 lần. Hoặc không thì mình nghĩ là anh em đổi cái kỷ vật chung kết thế giới này cũng ngon lắm anh em ạ. 190 RP mà anh em sẽ được đó chính là 800 cái kỷ vật. Khá là ngon đúng không? Đấy. Mà đây giới hạn 100 lần thôi cho nên là anh em nếu lấy tối đa cũng chỉ được 1.600 cái kỷ vật thôi nhá. Đấy, nên anh em lưu ý là anh em làm sao anh em mua cái Hoa Linh này cũng được. Đấy, dùng RP mua Hoa Linh thì anh em sẽ có thể đổi kỷ vật cũng như là đổi trang phục. Mình thấy là sự kiện cũng khá là ngon. Đấy, sự kiện vừa free mà lại anh em lại còn được nhận thêm quà, có ngon gì nữa. Ok, rồi tiếp theo là mình sẽ vào trong kho báu vật nha. Đấy, tiện đây thì còn các cái viên các thứ thì mình sẽ mở luôn cho bạn đấy nha anh em. Ok. Ở đây bạn ấy cũng có khá là nhiều viên. Thôi, đầu tiên mình sẽ mở luôn 3 viên chung kết thế giới trước nha anh em. Ok. Uầy, ra túi luôn này anh em ơi. Ngon thực sự luôn này. Túi chung kết thế giới 2022. Sejuni kỵ sĩ Kodo này. Rồi, bá tước Dracula nhá anh em. Và Ezreal tiền đạo. Ok. Khá là ổn áp nha anh em. Rồi, túi thì mở luôn này. Nào, ra gì đây? Uầy, 4 trang phục luôn anh em ơi. Lulu vệ binh pyjama này, Oriana thép gai, Turaka thần sứ và 10 tinh hoa thần thoại luôn anh em ạ. Uầy, ngon thế nhở. Rồi tiếp theo là viên siêu công nghệ đi. Xem nào. Rồi cây giáng sinh mau cái. Ok, những tuyệt phẩm thì sao đây. Mở nhé anh em. Uầy, biểu cảm ạ. Tam Ken Nonne. Và cái tiến trình của rương này vẫn còn nhé anh em. Đấy, được nhận thêm 5 tinh hoa thần thoại này. Rồi còn 3 rương lẻ thì mở nốt nhé anh em. Ui, lại thêm một rương nữa này. A chóc à. Đi xin. Đi băng thần rừng. Và thêm chìa khóa sách nha anh em. Ồ, ngon nghẻ luôn. À, còn dư một cái này mở này. Xinh này tuyết rơi anh em ạ. Ok. Và ở đây thì bạn có 490 tinh hoa thần thoại. Cũng khá là nhiều nhá. Nhưng mà mình không biết là bạn ấy để tích thì bạn đổi con gì nữa. Nên thôi, chắc mình sẽ để cho bạn đổi sau đi nhở. Điều 490 thì thoải mái đổi luôn á. Thề đổi được rất là nhiều. Hay mình cứ lấy con Silas bù tẻ này cho bạn nha anh em. Đó. Ok, cộng với khung một biểu tượng khá là ngon. Bởi vì cái tinh hoa thần thoại này giờ cũng nhiều lắm anh em ạ. Đó, con này mức 150 luôn này. Biết photo phù thủy đắt thế nhở. Mấy con 100 thì đổi thôi. Ơ, mình chắc mình đổi một con còn lại để cho bạn đổi sau nha anh em. Đó. Bởi vì hôm nay bạn cũng bảo cho mình toàn quyền xử lý. Thích lấy trang phục nào cũng được. Ui, sao nick bạn ấy nhiều trang phục thế nhở. Đã sở hữu này. Để xem nào. À, có thể kích hoạt, cũng nghĩa là nick bạn này chưa full nhá anh em. Thế thì mình sẽ lấy luôn nâng cấp. Con nào huyền thoại mình sẽ nâng cấp luôn nha anh em. Bởi vì bạn này cũng khá là nhiều tinh hoa cam anh em ạ. Đấy, nên mình sẽ lấy trước. Cái nào có thể kích hoạt, cái nào xịn có thể kích hoạt thì mình sẽ lấy trước nha anh em. Đó. Nick bạn này chưa full trang phục đâu nha. Mình không biết là bạn ấy có bao nhiêu trang phục. Nhưng mà nói chung là bạn này bạn chỉ kiểu thích mở rương ấy. Chứ bạn cũng không kiểu là sưu tập mấy. Đấy. Rồi, 200 phục huyền thoại này nâng cấp luôn. Tinh hoa cam còn nhiều mà anh em. Đấy. Xem hôm nay đã lấy tổng cộng cho bạn bao nhiêu trang phục nha anh em. Ok. Pro lab này. Ngon luôn.
Nay có vẻ nick bạn này nếu mà lấy thì chắc là lấy được nhiều lắm anh em ạ. Ok, đã sở hữu rồi này, đã sở hữu ạ. À, con này có thể kích hoạt anh em ơi, bởi vì mình sẽ lấy con chưa sở hữu thì tí nữa mình sẽ ấy hơn anh em ạ. Đây, thử thách cần tủ đồ to đã được nâng cấp lên cao thủ. Ủa, à hóa ra lên trang lấy trang phục là cũng hoàn thành cái thử thách đấy em ạ. Ừ, ngon phết đấy chứ nhở. Ok rồi, Adriel này có thể nâng cấp thì nâng cấp luôn nha anh em. Bạn này bạn tích nhiều mảnh thực sự đấy, chưa full trang phục mà tích nhiều thật nhở. Đấy, Irelia cao bồi 357 này, ngon luôn. Rồi ok, xem là còn thiếu gì không. Uầy, từ nãy đến giờ mà tiêu cũng tốn phết đấy anh em ạ. Ừ, con nào có rồi thì mình sẽ phân tách nha, để lấy cho bạn ấy con sắc này đó, sắc thần trượng 251 ngon luôn. Bạn này bạn tích được nhiều mảnh chứ nhỉ. Đó, để xem nào, ở dưới đây thì mấy con này bạn có chưa. Ủa, có thể kích hoạt rất là nhiều luôn đấy anh em ơi. Nếu mà kích hoạt hết thì không biết là có đủ không ta. Hơi mất thời gian đấy anh em. Hồi trang mình sẽ ghép nốt còn Jinx thôi. Ok, Jinx bao nhiêu đây, 271 à, 271 thì ok rồi, đủ luôn rồi nha anh em. Ok, đó, Jinx yêu tinh Giáng sinh. Nói chung những cái trang phục đẹp thì mình cứ lấy trước. Đấy, bạn còn nhiều mảnh lắm anh em. Nếu mà ghép hết bây giờ thì mình nghĩ là sợ rất là tốn thời gian. Thế là thôi, bây giờ mình sẽ ghép trang phục luôn nha anh em. Đó, giờ thì chắc chắn rồi. Mình sẽ ghép những cái trang phục cùi bắp trước. Mình sẽ xếp theo cái giá trị nha anh em. Đấy, để cho nó dễ, mình sẽ kéo xuống dưới. Và những con nào mà cùi bắp đã sở hữu thì mình sẽ ghép. Ok, ok, đó. Đây, rồi Olaf Pentakill 3 cấm thư nha anh em. Sử thi, 3 trang phục cùi được 1 trang phục sử thi là ngon rồi anh em ơi. Con này đã sở hữu rồi này, đã sở hữu này, đã sở hữu này, cho đi luôn nhá. Đấy, bát ngày tuyết rơi luôn, ngon nhở. Ơ, cứ ghép 3 con cùi để ra một con xịn thế này thì cái gì không ghép hả anh em, đúng không. Con này đã sở hữu này. Ok rồi, Nidalee cung sư tử luôn ạ, ngọt thực sự anh em ơi. Đấy, mấy con này thì có thể kích hoạt nhưng mà toàn trang phục cùi anh em ạ. Đấy, con này 2 con thì mình cũng ghép đấy. Đấy, Camu tiên hắc ám, xuất quá ngon anh em ơi. Nói chung nick bạn này bây giờ mà ghép thì ghép hết đống này thì cũng hơi bị tốn thời gian đấy, cho nên là chắc là mình sẽ xin phép anh em là mình để ở cái clip sau đi. Đó, còn clip này thì mình sẽ ghép nút cuối các nhé. Đấy, hè đi thực hiện to đi luôn. Đây, lại Garen quân đoàn thép 250 đúng không? Úi giời, xịn luôn anh em ạ. Cứ 3 trang phục cùi lại ra 1 trang phục ngon. Đó, còn lại bạn còn khá là nhiều mảnh nhưng mà chắc để ở clip sau nha anh em. Clip sau thì mình sẽ tiếp tục lại ghép và review tiếp. Còn bây giờ mình sẽ vào trong phần bộ sưu tập của bạn ấy nha, để xem nào. Hôm nay đã lấy được cho bạn ấy bao nhiêu trang phục đây. Úi giời ơi anh em ơi, nhìn thấy gì chưa? 10 này, 15 này, 19 cái trang phục anh em ạ. Ui, ngọt thực sự anh em ơi. Mỗi tội là chơi ở cái sự kiện kia chính ra là cũng không được ngon cho lắm nhỉ anh em. Ở sự kiện kia mình chơi mất 800 HP mà mình mới được có 4 trang phục thôi, được thêm mấy viên kỷ vật với cả tinh hoa thần thoại đấy, chứ không phải là lỗ lắm. Nói chung là cũng gọi là bình thường thôi, không được ngon nghẻ lắm cho anh em ạ. Ừ, nâng tổng số lên cho bạn là 714 trang phục anh em ơi. Rồi, trang phục đối tượng thì đây, bạn có 5 cái, mình sẽ hiện chưa sở hữu đi. Ui, vẫn còn thiếu Udi tứ linh vệ hồn đấy anh em ơi. Ui, thiếu một con chứ nhở. Thần thoại thì 25/123 nha anh em. Đấy, nick bạn thì nói chung đa phần là thiếu các cái trang phục hàng hiệu thôi. Huyền thoại thì đây 166/265 nha anh em. Toàn trang phục đẹp đấy anh em ạ. Ồ, bạn này sưu tập thì chất lượng phết đấy chứ, đúng không. Đấy, nick có hơn 700 trang phục thôi mà toàn trang phục ngon nha anh em. Đấy, cái này anh em nào mà muốn sưu tập giống bạn này thì nhá, tích cực hiến máu ngay đi nha. Ok, tiếp theo là biểu cảm đi xem nào. Biểu cảm thì bạn có 226/260, nói chung là cũng khá là nhiều chứ nhỉ. Biểu tượng thì sao đây, biểu tượng thì đây, hôm nay mình lấy được thêm 3 cái biểu tượng anh em ạ, và nâng tổng số lên cho bạn là 324 cái nhá. Đấy, và mình sẽ check xem là bạn ấy chơi từ năm bao nhiêu này, 2017, 2016, 2015, 2014,
2013 anh em ơi. Vậy anh bạn này chơi khá sớm nhá, từ 2013. Đó, mẫu mắt thì sao? Mẫu mắt thì đây, bạn có 69 cái mẫu mắt anh em ạ. Đó, cũng khá là nhiều nhá. Rồi, còn đa sắc thì hạt sắc thì bạn ấy có 282 anh em ơi. 282 thì mình thấy cũng khá là ổn áp chứ nhỉ. Và tiếp theo mình sẽ thử vào cái phần đó chính là cửa hàng sự kiện đi, để xem là bạn ấy có bao nhiêu cái kỷ vật rồi. Ủa, vậy anh bạn này mới có 1200 kỷ vật thôi, đang ở cấp độ 27 anh em ạ. Thế là vẫn chưa đủ để đổi con Master Yi của kiếm tông sư hàng hiệu à. Nói chung là chắc là sẽ phải đợi ở event sau nhé anh em. Ok, còn bây giờ sẽ check phần hồ sơ đi. Thì đây, hiện tại hồ sơ thì bạn ấy đang có điểm thông thạo đó chính là Akali là 400.000 này, Lee Sin và Jack hơn 100.000. Đó, vinh danh thì vinh danh cấp 5 nha. Rank đơn đôi thì đây, 5 năm là đồng 3 và đơn đôi thì bạc 1 thôi anh em ạ. Đó, xếp hạng hồi trước thì là vàng. Ok. Rồi, chắc có lẽ là cái video này cũng khá dài mọi người. Thì mình rất là mong anh em sẽ ủng hộ mình bằng cách đó chính là like, subscribe kênh YouTube và đừng quên là ấn một cái chuông để luôn luôn nhận được thông báo mỗi khi mình ra video mới nha. Ok, cảm ơn anh rất là nhiều và hẹn gặp lại mọi người ở các video lần sau nha. Bye bye.